đụng độ ác liệt, thương vong cao ở Donetsk. Nga tuyên bố bắn rơi trực thăng Mi-8 và phá hai kho vũ khí ở Kherson. Video cuộc tấn công dữ dội của Ukraine bị đẩy lùi ở hướng Zaporizhia. Ông Tập Cận Bình bắt đầu thăm Nga hôm nay. 9 người Trung Quốc bị bắn chết ở mỏ vàng Trung Phi. xuất hiện nhân chứng mới có thể đảo ngược quyết định truy tố ông Trump. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Mở đầu với những tin tức chiến sự tại Ukraine. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Igor Konashenko vừa cho biết, lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện tấn công 92 đơn vị pháo binh Ukraine ở 114 khu vực trên khắp lãnh thổ Ukraine, nơi diễn ra giao tranh ác liệt nhất vẫn là tỉnh Donetsk, thuộc vùng Donbass miền đông Ukraine. Riêng ở thành phố Liman, phía bắc tỉnh Donetsk, ông Konasenkov cho biết, lực lượng Nga đã tiêu diệt hơn 90 binh sĩ và phá hủy 3 xe chiến đấu bộ binh, 3 phương tiện, một khẩu lựu pháo tự hành của Ukraine trong một ngày. Ở hướng Donetsk, các đơn vị Nga đã có một cuộc tấn công hỏa lực phức tạp để hạ hơn 80 quân Ukraine, 3 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe bán tải, ba xe của hệ thống phóng loạt Grad, một lựu pháo m b và hệ thống radar ANTPQ-36. Ở các hướng Nam Donetsk và Zaporizhia, lực lượng Nga đã gây thiệt hại về hỏa lực cho các đơn vị Ukraine gần Novo Mikhailovka, Uleda, Prechistovka, Prinova, Donetsk và Orekhov vùng Zaporizhia. Tổn thất của Ukraine lên tới hơn 50 quân nhân, 3 xe bán tải và một khẩu pháo D-30 trong ngành. Trong khi đó, theo hãng thông tấn Ukraineform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, Nga tiếp tục nỗ lực chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine ở các thành phố Kupiansk, tỉnh Kharkov và Liman, tỉnh Donetsk. Tại tỉnh Donetsk, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, Nga đã tích cực triển khai pháo binh vào các cứ điểm của lực lượng biên phòng trên khắp tỉnh Donetsk. Theo Bộ Tổng tham mưu, các đơn vị của lực lượng biên phòng nhà nước Ukraine đã ngăn chặn một cuộc tấn công của Nga ở gần thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk. Phía Ukraine cũng cáo buộc Nga đã không kích sọc theo các tuyến liên lạc ở Donetsk. Trong khi đó, tại tỉnh Lugansk, thuộc vùng Donbass phía đông Ukraine, lính biên phòng Ukraine đã triển khai súng cối để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng vũ khí tương tự của Nga. Trong một diễn biến khác, theo báo cáo của Bộ Kinh tế Ukraine, sau khi đánh giá quy mô ô nhiễm bom mìn, Bộ này xác định các nỗ lực giả phá bom mìn sau xung đột ở Ukraine có thể kéo dài tới 70 năm. Cùng ngày, người phát ngôn địa Kremlin, ông Dmitry Peskov nói, các chuyến bay không người lái UAV của Mỹ trên Biển Đen là dấu hiệu cho thấy Mỹ trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột với Nga. Tiếp tục với báo cáo tiến độ của hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết đã có các cuộc tấn công hỏa lực phức tạp và lực lượng Ukraine gây thiệt hại về nhân lực và khí tài cho đối phương. Theo Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục ở hướng Kupiansk, các hệ thống hàng không, pháo binh và súng phun lửa hạng nặng của Nga đã gây thiệt hại về hỏa lực cho binh sĩ của lực lượng vũ trang Ukraine, AFU, gần Drufeshnaya, Timkoka, Onsana, vùng Kharkov và Novoselovska, Cộng hòa Nhân dân Lugansk. Trên hướng này, Ukraine mất 50 quân nhân, hai xe chiến đấu bọc thép và hai xe cơ giới. Ở hướng Kherson, quân đội Nga đã vô hiệu hóa tới 20 binh sĩ Ukraine ba xe cơ giới và hai pháo tự hành Kvostika của họ. Trong ngày, các lực lượng Nga cũng vô hiệu hóa 92 đơn vị pháo binh Ukraine tại các vị trí khai hỏa, cùng nhân lực và khí tài của họ tại 114 khu vực. Hai kho chứa vũ khí và thiết bị quân sự của Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 122 của Ukraine đã bị vô hiệu hóa gần Ocha Dokamenka vùng Kherson. Máy bay chiến đấu Nga đã bắn rơi một máy bay trực thăng Mi-8 của không quân Ukraine gần Kupiansk, khu vực Kharkov lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 9 tên lửa phóng từ các hệ thống HIMARS và ONGA trong ngày. Ngoài ra, 7 UAV Ukraine đã bị bắn hạ gần Koliaroka, khu vực Kharkov, Chernopopka, Golipkovo, Cộng hòa Nhân dân Lugansk, Blagodanoi, Krylovka, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Staraya, Zboryevka, khu vực Kherson. Theo trang Prada, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, Trước đó, phía Nga đã mất thêm 710 quân nhân, 21 xe tăng, 23 xe chiến đấu bọc thép, 8 hệ thống pháo, một hệ thống phóng loạt, 3 hệ thống phòng không, 4 phương tiện chở nhiên liệu và 3 phương tiện đặc biệt. Trong thông tin mới tại các mặt trận ở Zaporizhia, lực lượng Nga đã ngăn chặn thành công cuộc tấn công của Ukraine. Theo phóng viên Mari Badans của Ivestia, tình hình tại các vị trí ở khu vực Zaporizhia rất căng thẳng. Các đội hình của lực lượng vũ trang Ukraine thường xuyên tấn công với hy vọng chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga. Vì vậy, một trong những cuộc đụng độ gần đây kéo dài gần 2 ngày. Trong đó, binh sĩ Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công dữ dội của đối phương. Chỉ huy đại đội súng trường cơ giới mang mật danh là ducat chia sẻ, họ gần như muốn bao vây chúng tôi, cả xe tăng và xe bọc thép đều bị bỏ lại. Dưới hỏa lực pháo binh liên tục, lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 3 xe bọc thép Ukraine và khiến một chiếc khác ngừng hoạt động. Nhân lực của lực lượng Ukraine cũng bị thiệt hại đáng kể. Tuy nhiên, theo binh sĩ Nga, hoạt động chiến đấu của Ukraine cho thấy một tình huống tuyệt vọng. Kyiv phô trương những nguồn lực mới nhất của mình, nhưng tất cả những nỗ lực này đều bị phá vỡ bởi thực tế phũ phàng. Những người theo chủ nghĩa dân tộc phải rút lui một cách khéo léo hết lần này đến lần khác. Trước đó, nhà báo Natalia Gravchikova của hãng thông tấn Ivestia đã chỉ ra cách quân đội Nga ngăn chặn bước đột phá của lực lượng Ukraine ở tà ngạ sông Đờ Nhép. Theo hiệu lệnh, binh sĩ Nga theo dõi hành động của đối phương suốt ngày đêm, ngăn cản họ qua sông. Trong khi đó, các cuộc tấn công vào lực lượng Ukraine đang được tiến hành cả ngày lẫn đêm, và mỗi lần tấn công đều đưa Nga đến gần hơn mục đích. Một trung tâm huấn luyện quân sự của Ukraine nằm ở làng Desna, tỉnh Chernihiv, vừa báo cáo rằng có 4 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng do một sự cố bất thường. Chi tiết cụ thể hơn về thảm kịch không được cung cấp. Theo tuyên bố, Cục Điều tra Nhà nước đã mở một cuộc điều tra chính thức Trung tâm quân sự Desna cho biết, trong một tuyên bố, một trường hợp khẩn cấp đã xảy ra khiến bốn quân nhân thiệt mạng. Cục điều tra nhà nước đang tiến hành một cuộc điều tra nội bộ. Thay mặt các chỉ huy và nhân viên, chúng tôi bày tỏ lời chia buồn chân thành đến gia đình và bạn bè của những người đồng đội đã ngã xuống. Trung tâm quân sự Desna huấn luyện binh lính cho lực lượng mặt đất của Ukraine. Trung tâm huấn luyện này trước đây đã bị Nga tấn công nhiều lần. Vào ngày 17 tháng 5 năm 2022, do hậu quả của cuộc tấn công bằng tên lửa lớn của Nga 87 người trong làng Desna đã thiệt mạng. Chính quyền quân sự tỉnh Sumy báo cáo, lực lượng Nga vừa qua đã tấn công các cộng đồng Kotin, Bilopilia, Salihine, Velika, Pisarika, Krasnopilia, Seredina Buda và Esman. Theo đó, quân đội Moscow đã sử dụng súng cối, pháo và chất nổ để nhắm mục tiêu vào khu vực. Tại cộng đồng Kotin, quân đội Nga đã làm hư hại một trang trại sữa. Không có báo cáo về thương vong và thiệt hại nào được đưa ra một chỉ huy trung đội của lực lượng cảnh sát Nga vừa thiệt mạng tại vùng Kherson do Nga kiểm soát. Theo thành viên hội đồng khu vực là Shaggy Klan đưa tin trên Facebook cho biết, chất nổ đã được đặt dưới xe của nạn nhân. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, một chiếc xe Jeep tuần tra của cảnh sát đang bốc cháy. Chiếc xe đã bị hư hại đáng kể do một vụ nổ mạnh. Các báo cáo về vụ sát hại chỉ huy trung đội của PPS, Sở Cảnh sát Tuần tra cũng đã được xác nhận bởi Ủy ban điều tra của chính quyền do Nga thiết lập ở Kherson. Theo chính quyền Nga trong khu vực, vụ ám sát diễn ra vào ngày 17 tháng 3. Được biết, viên cảnh sát người Nga đã chết tại chỗ, trong khi vợ và con gái anh ta bị thương. Cùng ngày, đại diện lực lượng phòng vệ Taurit của Ukraine, ông Oleksiy Dmitry Chakivsky cho biết trên truyền hình quốc gia rằng các lực lượng Nga sẽ tiếp tục tấn công gần Adivka và Marinka ở tỉnh Donetsk. Ông Dmitry Chakivsky nói, trong hôm qua và hôm kia, các đơn vị của sư đoàn dù 98 đã được triển khai đó là lực lượng đặc biệt của đơn vị này. Bên cạnh đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng cho biết tình hình ở Fuleda trong giai đoạn này vẫn đang diễn biến phức tạp. Quân Nga tiếp tục ná pháo, phóng nhiều tên lửa và tiến hành các cuộc không kích. Đại diện lực lượng phòng vệ cho biết, đồng thời nói thêm rằng quân đội Ukraine đang tập trung và di chuyển đến đó. Ông Dmitry Tchaikovsky cho biết, khu vực Zaporizhia hiện đang có một chút thời gian tạm lắng, nhưng giao tranh vẫn tiếp tục các binh sĩ Ukraine đang cố gắng để có cơ hội tốt hơn trong một cuộc phản công trong tương lai. Nga đang tìm cách hóa giải uy lực của đạn pháo M982 Excalibur, khí tài mà một quan chức thân Moscow ở Donbass từng nhận định có thể là vũ khí nguy hiểm nhất mà Mỹ chuyển cho Kiev. Ria Novosti dẫn lời chuyên gia quân sự Nga Viktor Murakovsky cho biết, Moscow dường như đã nâng cấp tính năng trên hệ thống phòng không để có thể đánh chặn đạn pháo M982 Excalibur mà Mỹ gửi cho Ukraine. Trước đó, một đại diện của lực lượng dân quân ly khai ở Donetsk, miền đông Ukraine đã cảnh báo về siêu đạn pháo dẫn đường Excalibur, nhận định đây có thể sẽ là vũ khí nguy hiểm nhất mà Mỹ chuyển cho Kyiv. Quan chức trên nhấn mạnh, đây có thể là vũ khí nguy hiểm nhất. Những loại đạn này được trang bị một thiết bị tìm kiếm và có thể điều chỉnh đường bay của chúng khi tiếp cận mục tiêu. Chỉ có thể có một biện pháp đối phó là bằng các cuộc tấn công vào các kho chứa đạn dược và các phương tiện vận chuyển chúng đến các bệ phóng. Loại đạn này phải được ngăn chặn để không bao giờ được đưa đến các vị trí khai hỏa. Theo chuyên gia Victor, Excalibur là mục tiêu đầy thách thức đối với các hệ thống phòng không do chúng có kích thước nhỏ hơn loại thông thường. Ông nhận định, ví dụ rocket HIMARS có chiều dài 4m với cỡ nòng 227mm thì Excalibur chỉ dài 1m với cỡ nòng 155mm điều này dẫn tới việc theo dõi và nhắm mục tiêu để đánh chặn trở nên khó khăn hơn nhiều. Theo ông Victor, Nga đã bắt đầu triển khai phương pháp đánh chặn Excalibur nhờ cải tiến hệ thống phòng không dựa vào kinh nghiệm trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Nga nâng cấp phần mềm và phần cứng cho hệ thống tên lửa phòng không To M 2 U M -M2 hai nhằm nâng cao khả năng chống lại các mối đe dọa đường không hiện đại nhất. Tuy nhiên, nguồn tin không nói cụ thể Nga đã nâng cấp lá chắn phòng không như thế nào để có thể chặn được Excalibur. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News vừa qua, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, Washington kiên quyết phản đối lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine vào thời điểm này, đồng thời coi bất kỳ sáng kiến hòa bình nào trong tình hình hiện nay đều là không thể chấp nhận được. Quan chức cấp cao của Mỹ cho rằng, trong chuyến thăm Nga sắp tới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Tổng thống Vladimir Putin, nếu có bất kỳ sáng kiến hòa bình nào được đưa ra, Washington sẽ phản đối. Ông Kirby nhấn mạnh, Trước đây chúng tôi đã từng nói và nói lại vào hôm nay rằng nếu sau cuộc họp này có một số lời kêu gọi ngừng bắn, điều đó sẽ không được chấp nhận. Vào tháng 2, Trung Quốc đã công bố lập trường 12 điểm về xung đột ở Ukraine. Theo đó, Trung Quốc giữ lập trường trung lập về các hành động thù địch, liên tục kêu gọi cả hai bên kiềm chế và đi theo con đường ngoại giao để tìm ra giải pháp giải quyết cuộc xung đột. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 20 tháng 3 đã bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Nga và gặp Tổng thống Putin để trao đổi các vấn đề cùng quan tâm, trong đó có cuộc xung đột Ukraine. Trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 20 tháng 3 đã đăng tải phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình trước thềm chuyến thăm chính thức tới Nga trong tuần này. Theo kế hoạch, nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ thăm Nga trong 3 ngày, 20-22 tháng 3. Ông Tập Cận Bình cho biết, nhận lời mời của Tổng thống Vladimir Putin, tôi sắp có chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga Nga là quốc gia đầu tiên tôi đến thăm sau khi được bầu làm chủ tịch nước 10 năm trước. Trong thập niên qua, tôi đã có 8 chuyến thăm tới Nga. Mỗi chuyến thăm của tôi đến Nga đều mang theo nhiều kỳ vọng và kết thúc chuyến thăm với kết quả tốt đẹp, mở ra một chương mới cho quan hệ Trung Nga cùng với Tổng thống Putin. Theo ông Tập, Trung Quốc và Nga là láng giềng lớn nhất của nhau và là đối tác chiến lược toàn diện. Cả hai đều là những nước lớn trên thế giới và là ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Cả hai nước đều duy trì chính sách đối ngoại độc lập và coi mối quan hệ song phương là ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao. Ông Tập Cận Bình xác nhận Nga và Trung Quốc đã xây dựng khuôn khổ hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Theo ông, thương mại song phương đã vượt mức 190 tỷ đô la vào năm ngoái, tăng 116% so với 10 năm trước. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga trong 13 năm qua. Hai bên cũng ghi nhận sự gia tăng ổn định trong đầu tư hai chiều. Liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc vẫn giữ lập trường khách quan và cân bằng trong vấn đề này, đồng thời tích cực thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình. Ông Tập nhắc lại việc Trung Quốc đã công bố lập trường về giải quyết chính trị cho khủng hoảng Ukraine, trong đó có tính đến các mối quan tâm chính đáng của tất cả các bên và phản ánh nhận thức chung rộng rãi nhất của cộng đồng quốc tế về cuộc khủng hoảng. Truyền thông Ukraine vừa cho biết, quân đội nước này gần đây đã nhận được lô xe phòng không ANTVQ-1 Avenger viện trợ từ Mỹ. Theo video được trang Ukraine Weapons Tracker công bố trên mạng xã hội Twitter, các binh sĩ trong lực lượng vũ trang Kiev đang tiếp cận và kiểm tra tính năng của xe phòng không ANTVQ-1 Avenger tại một khu vực không xác định thuộc miền Tây Ukraine. Nguồn tin được trang Defense Blog trích dẫn nói rằng, khí tài trên chỉ là một trong 12 xe phòng không Avenger được Washington viện trợ cho Kiev trong đợt này, nhằm cung cấp cho quân đội Ukraine tính năng phòng công tầm ngắn di động để chống lại các tiêm kích bay thấp, trực thăng hoặc máy bay không người lái UAV của Nga. Vũ khí chính của Avenger gồm 8 tên lửa phòng không Stinger, được chia cho hai ống phóng trang bị trên xe chiến đấu HMM VKV. Mỗi tên lửa dài 1,52m, nặng 10,1kg, trong đó khối lượng thuốc nổ là 3,1kg. Tầm bắn hiệu quả của tên lửa nằm trong khoảng từ 4 đến 8 km. Ngoài ra, xe cũng được trang bị thêm một súng máy M2 Browning để chống lại bộ binh đối phương. Đại sứ quán Ba Lan ở Pháp mới đây đã lên tiếng giải thích sau khi nhà ngoại giao của nước này nói rằng Warsaw có thể buộc phải can dự vào xung đột Ukraine nếu Kiev thất bại. Trả lời phỏng vấn trên sóng truyền hình trực tiếp của hãng LCI hôm 18 tháng 3, đại sứ Ba Lan tại Pháp Jan-Emerick Rosiuski nói rằng nếu Ukraine không bảo vệ thành công nền độc lập của mình trong cuộc xung đột với Nga, Ba Lan có thể buộc phải can dự vào. Tuy nhiên, Đại sứ quán Ba Lan ở Pháp sau đó lên tiếng giải thích thêm về bình luận gây chú ý này của ông. Theo thông cáo của Đại sứ quán, phát ngôn của ông Rosijewski không có nghĩa là thừa nhận Ba Lan sẵn sàng xung đột với Nga, mà đó chỉ là lời cảnh báo và cam kết tiếp tục hỗ trợ Kiev. Thông cáo nêu rõ, nghe kỹ toàn bộ cuộc trao đổi, chúng tôi hiểu rằng không có bất cứ tuyên bố nào về việc Ba Lan có thể can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine, mà chỉ là lời cảnh báo về những hậu quả nếu Ukraine thất bại, nguy cơ Nga mở rộng chiến dịch quân sự sang các nước Trung Âu, trong đó có Ba Lan và các nước vùng Baltic. Ba Lan là một trong những quốc gia viện trợ lớn cho Kiev kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra cách đây hơn một năm. Gần đây nhất, Ba Lan trở thành thành viên NATO đầu tiên, tuyên bố sẽ chuyển 4 máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine. Một nhóm tay súng vừa qua đã xông vào một điểm khai thác vàng ở Cộng hòa Trung Phi, nã đạn khiến 9 công dân Trung Quốc thiệt mạng, hai người bị thương. Nhóm tay súng tiếp cận mỏ vàng Chimbolo, gần thị trấn Bambari ở miền Nam Cộng hòa Trung Phi vào khoảng 5 giờ sáng ngày 19 tháng 3, áp đảo lính canh khu vực và nổ súng. Abel Matipata, thị trưởng Bambari cho biết, điểm khai thác vàng này do người Trung Quốc điều hành và mới bắt đầu hoạt động vài ngày trước hiện chưa nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ xả súng. Giới chức Cộng hòa Trung Phi nghi ngờ liên minh những người yêu nước vì thay đổi CPC, nhóm vũ trang hoạt động ở khu vực này đứng sau vụ tấn công. Tuy nhiên CPC bác bỏ cáo buộc này. Thi thể 9 nạn nhân người Trung Quốc thiệt mạng đã được đưa về thủ đô Bangui. Chính quyền địa phương đang truy tìm các tay súng, song từ chối bình luận. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình đã ra chỉ thị quan trọng, yêu cầu Cộng hòa Trung Phi nỗ lực hết sức cứu chữa những người bị thương xử lý hậu quả kịp thời và trừng phạt nghiêm khắc thủ phạm theo pháp luật, đảm bảo an toàn cho công dân Trung Quốc. Vụ xả súng xảy ra vài ngày sau khi các tay súng bắt cóc ba công dân Trung Quốc ở khu vực biên giới phía Tây Cộng hòa Trung Phi gần Cameroon. Một nhân chứng có khả năng đảo ngược quyết định truy tố cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được gọi lên làm chứng trước buổi thẩm đoàn. Theo Reuters đưa tin, Ông Robert Costello, cố vấn pháp lý của luật sư Michael Cohen, đã được triệu tập lên làm chứng trước một đại bồi thẩm đoàn tại quận Manhattan, New York. Ông Costello được đội ngũ luật sư của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu ra làm chứng vì cho rằng ông nắm được những thông tin có thể phản bác lại lời khai của luật sư Michael Cohen. Phiên làm chứng của ông Costello sẽ được tổ chức kín tại New York vào ngày 20 tháng 3 theo giờ địa phương. Văn phòng công tố quận Manhattan cũng yêu cầu luật sư Cohen chuẩn bị sẵn sàng để có thể đối chất tại phiên làm chứng này. Bên cạnh luật sư Cohen, ông Costello cũng từng là cố vấn pháp lý cho nhiều đồng minh quan trọng của cựu tổng thống Trump như Steve Bannon và Rudy Giuliani. Việc yêu cầu triệu tập ông Costello có thể được xem là nằm trong nỗ lực của đội ngũ pháp lý của ông Trump nhằm tránh việc cựu tổng thống bị bắt giữ vào thứ ba tới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại